trời, này làm bánh quá. Nó có bánh gì đây? Sô-cô-la. Đếm ra coi mấy cái nào. À đây là có hai loại bánh này. Một gói màu gì và một gói màu gì nhờ? Còn màu gì nữa? Đúng rồi. Khi nào con cá há miệng ra đó nha. Khi nào con cá nó há miệng như này này thì chúng ta bỏ cần câu vào rồi nhấc lên. Nhấc lên. Con cá đã bị làm sao rồi? Nắm đợi khi nào, đúng rồi. Nắm đợi khi nào con cá rồi nhấc lên đi. Sao lại không nhấc lên đúng? Chào tạm biệt các bạn nha. Để mình câu cá xíu nào. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt.